Hello, quay mến chào chú chị các bạn. Đây hôm nay quay ra đồng gặp con mấy tay nè, kho là 66 nè, đang sới ruộng nè, để tâm mì. Đó, quay chia sẻ cho chú chị các bạn xem cho vui. Con này mới mua, đây bắt tài mới mua 220, dọn lại cũng 240 rồi. Xe này nhìn nó không có được này, cái sơn lại nó dặm lại hay gì rồi các bạn. Nhìn màu chắc giống sơn dặm lại rồi quá. Hơi giò tây năm đi hai anh em nha. Đó, sống Tây Ninh. Này không có cái móc. Này cái móc bị lấy ra lại cái gì rồi.
một đám. Vô cái cây này luôn vậy nè. Rồi ra luôn. Rồi cảm ơn cô chú chị các bạn nha. Rồi lần lại quay cho các bạn xem nha. Đó, giờ xa cái bánh trần không là dính luôn. Đây con heo, con heo còn mới cáo. Đây lọc nhớt ở đây, đây, đây. Cái bình tạ lực đó, bình tạ lực bài tên nào mới mua hả không? Không hả? Dạ bánh này 30 hả? 34 hả? 34. Bánh bật tư. Rồi, chạy ra nha cô chú chị các bạn. Rồi, tạm biệt.